Thì hôm nay em xin hướng dẫn anh chị về cách để mà mình nuôi bèo cám hiệu quả. Có thể anh chị nào xem theo dõi kênh của em đi, em cũng đã hướng dẫn từ trước rồi. Nhưng mà nói về phương pháp nuôi bèo cám thì cũng có nhiều phương pháp khác nhau. Nhưng mà đối với em sử dụng một phương pháp cơ bản nhất, đầu tiên mình có thể làm cho anh chị là một cái bể. Bể tùy theo cái mức độ, ví dụ như anh chị nuôi 100 mét vuông thì có thể mình sẽ nuôi khoảng tầm 30 cho đến 40 mét vuông là bèo cám để mình cho ốc ăn. Thì bèo cám đơn giản, thức ăn sạch, dễ nuôi, ít tốn chi phí và đặc biệt là cái hàm lượng dinh dưỡng rất là cao. Có nhiều mô hình người ta nuôi con ốc bươu đen, ốc nhoi là gần như là thức ăn là 100% bằng bèo cám. Thì đối với bèo cám á, thì đầu tiên là anh chị tạo cho em một cái mực nước. Mực nước nó rơi vào khoảng tầm 30 cm, có thể khoảng tầm từ 20 cho đến 30 cm thì mình có thể nuôi tốt. Cái thứ hai á, sau khi các anh chị cho nước á, thì đầu tiên á, là nước á, nước sạch anh chị. Nước sạch ở đây không nhất thiết phải nước trong đâu, các anh chị có thể lấy nước từ sông, từ suối, nhưng mà tránh trường hợp lấy nước những cái khu vực mà ao hồ động người ta vứt rác đồ bừa bãi nó rất dơ. Tốt nhất là nước sông tự nhiên có dòng chảy, hoặc là suối tự nhiên có dòng chảy, hoặc là những cái hồ thủy lợi á, thì nước đó nó tốt, nó đã có dinh dưỡng sẵn và nó sạch. Cái thứ hai á, là anh chị chuẩn bị cho em là, ví dụ với cái bờ này là 50 mét vuông thì anh chị chuẩn bị cho em là khoảng tầm 30 đến 40 kg phân bò. Đây, cái phân bò này là phân bò khô nha anh chị, không được sử dụng phân bò ướt. Ví dụ như phân bò mà nó thải ra, anh chị phơi khô khoảng tầm 10 đến 15 ngày thì mình cho vào những cái bao như thế này. Thì trong bao này á, 10 phân kg bò này anh chị bỏ cho em thêm khoảng tầm vài lạng lăng vào cũng được, trộn vào luôn cũng được. Đó, rồi anh chị là đục cái lỗ như thế này. Ví dụ bao ao 50 mét vuông thì anh chị sử dụng khoảng tầm 10 phân anh chị. Rồi sau anh chị là bỏ vô, rồi anh chị dầm dầm này nè, nước nó xịt ra từ lỗ này nè. Thì lúc đó là anh chị sạch sạch ra lỗ này xong, bắt đầu là nó sẽ có cái màu nước. Màu nước này nó sẽ gọi là màu trà đó. Rồi các anh chị chỉ cần bỏ bèo vào thì nó sẽ tự phát triển. Tuy nhiên trong quá trình nuôi á, thì bèo thì có thể tự phát triển được, nhưng làm thế nào để mà bèo nó duy trì tốt, phát triển tốt liên tục á, thì các anh chị cần phải bỏ phân. Thứ nhất á, là các anh chị chuẩn bị, giả sử cái ao của em là 50 mét vuông nha anh chị, thì các anh chị chuẩn bị cho em khoảng tầm 1 kg cho đến 1,5 kg phân NPK. NPK hoặc là đầu trâu hoặc là đạm gì cũng được. Rồi sau cái đó các anh chị lấy cái phân đó, các anh chị đánh tan ra khoảng tầm 10 lít nước, đánh tan ra luôn nha anh chị. Các anh chị đỡ khoảng tầm 1-2 ngày sau đó anh tạt điều vào. Ví dụ như khi mà anh chị thấy bèo nè, đây, bèo mà nó sáng như thế này nè, mà nó ít rỡ. Đây, nó sáng như thế này luôn mà nó ít rỡ, thì bèo nó đang phát triển á. Thì các anh chị không cần phải bào phân vào làm gì hết á, các anh chị cứ đỡ đó. Đỡ là bắt đầu nó tự sinh ra. Khi mà anh chị vớt lên, anh chị thấy cái bèo mà cái rỡ của nó bắt đầu nó dài ra, là lúc này nó đã thiếu phân rồi. Khi thiếu phân đó thì các anh chị là áp dụng theo phương pháp của em, cứ 50 mét vuông là khoảng tầm 1,5 kg phân NPK hòa ra, ngâm cái phân đó trong vòng khoảng tầm 1 đến 2 ngày rồi bắt đầu tạt điều vào, xong bắt đầu bèo nó sẽ bốc lên. Và phân bò này thì cứ anh chị thì cứ ngày 2 ngày gì đó anh chị cứ ra dặm đi, anh chị ra dặm đi, nó sẽ xịt cái nước vàng vàng này, nó kết hợp cái nước này nó tạo ra dinh dưỡng này, cộng lân trong đó tạo ra dinh dưỡng này. Ví dụ như một bao như thế này anh chị có thể sử dụng cả tháng luôn. Đây, sử dụng cả tháng luôn, hết rồi bắt đầu anh chị vứt rồi bắt đầu làm mới thôi. Bây giờ phân bò thì ở đâu cũng có thôi. Và trường hợp nó sẽ có hai trường hợp là bèo nó chết. Cái trường hợp đầu tiên là nhiều phân quá, nhiều lúc các anh chị có thở, anh chị là ấy lên là bắt đầu nhiều phân, bắt đầu là rỡ nó không dày nha anh chị, nhưng mà bắt đầu nó sẽ ôi mục á, nó gọi là nó ôi mục, nó sẽ làm bẫy bèo ra. Và lúc đó là
cây phân rất nhiều, bèo nó cũng chết. Khi mà trường hợp xảy ra, các anh chị thay cho em khoảng tầm 50-60% nước, thay nước luôn, xong bắt đầu bơm nước mới vào, xong bắt đầu anh chị là đi vào quậy lên đó, quậy cho nó hòa với nước mới á, thì một thời gian sau bắt đầu nó sẽ bốc lên. Cái trường hợp thứ hai là bắt đầu rỡ nó sẽ dài ra và bèo nó sẽ vàng, đó là thiếu dinh dưỡng, bắt đầu mình sẽ tiếp tục mình bổ sung ra. Và đối với bèo cám này thì nếu mà anh chị tốt nhất, ví dụ như thời tiết nắng đồ nóng rồi đó, là các anh chị có thể sử dụng lưới lan này anh chị che lại, hoặc là có thể mưa, hoặc là có một cái trường hợp gì đó nó xảy ra thì các anh chị có thể là mình thay nước, thay 40-50% nước rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành như cách của em nói. Và thời gian đầu bón bèo cho ốc thì ví dụ anh chị có thể là mình sử dụng khoảng 10-15 ngày mình bón phân NPK một lần, hoặc là khi các anh chị cảm thấy mà bèo bắt đầu rỡ nó dài ra thì mình bón phân NPK một lần, thì lúc đó bèo nó sẽ tốt hơn. Thì đó là cái phương pháp của em nuôi bèo đó.